Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Xe Máy TV. Hiện tại thì Đức đang có mặt cửa hàng Honda Giáp Bình Dương, chi nhánh số 1, gần dòng xoáy An Phú, Thượng An, Bình Dương, hướng về 150-200m nha các bạn. Thì ngày hôm nay thì Đức cũng lên kho hàng của cửa hàng. Mình sẽ quay cho bạn xem những cái màu sắc của phiên bản 2021 của dòng xe Vision nha các bạn. Thì Vision hiện tại giữa tháng 4 này á, thì bên mình giá thì nó cũng lên nha. Tại vì mẫu Vision mới này bây giờ đang bị cháy hàng nha các bạn. Hàng thì nó cũng khan hiếm, thì như các bạn cũng đã biết rồi. Nếu mà cầu cao hơn cung, đương nhiên thì chắc chắn thì giá sẽ cao hơn ha các bạn ha. Giá sẽ cao. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cập nhật giá cho các bạn luôn. Đây là cái phiên bản cá tính nha các bạn ha. Phiên bản cá tính màu đen đỏ đây. À, màu đen đỏ, hiện tại thì màu xanh mình vẫn còn nha các bạn ha, vẫn còn nhưng mà mình không có ở trên kho đó. Thì đối với phiên bản cá tính màu đen này và màu xanh xanh xám á, thì hai màu sắc đồng giá nhau nha các bạn. Thì bên mình đang bán mức giá là 39.200.000. Thì đối với cái clip trước mình báo cho bạn á, chỉ là có 38.700 thôi, nó cũng lên 500.000 rồi đó. Đây là phiên bản cá tính nha, phiên bản cá tính màu đen đỏ. Đó, màu đen đỏ nha các bạn. Rồi, tiếp theo cái bên hông là cái phiên bản đặc biệt, phiên bản đặc biệt màu xanh nha các bạn. Đó, phiên bản màu xanh nha, xanh nhám nha các bạn ha, xanh dương nhám và màu đen. Đó, chỉ có hai màu sắc thôi. Thì đối với phiên bản đặc biệt này á, bên mình đang bán mức giá là 37.500, cũng tăng 500.000 so với cái đầu tháng 4. Đó, tiếp theo đó là phiên bản cao cấp. Phiên bản cao cấp á, là sẽ có 3 màu sắc, đó là màu đỏ nâu nè, màu đỏ nâu, màu trắng nâu. Đây, màu trắng nâu nè các bạn đó, màu trắng nâu nha. Ngoài ra màu thứ ba đó là màu xanh nâu, xanh dương nâu á, thì mình không có chưng ở đây. Thì đối với phiên bản cao cấp thì mình bán đồng giá sẽ là 36.500 nha các bạn, 36.500. Còn đối với phiên bản tiêu chuẩn á, thì sẽ có 2 màu sắc thôi, đó là màu đen đỏ ha, màu đen đỏ, màu đỏ cũng giống vậy thôi, và màu trắng ha. Thì mình tăng bán mức giá là 33.700, thì nó cũng tăng 500.000 đó. Nói chung là mẫu xe Vision hiện tại giá tăng ha các bạn. Thì giá mình báo cho các bạn á, là đã bao gồm VT rồi, chưa có phí đăng ký ra biển số nha. Thì những bạn nào mà muốn biết giá chính xác cái biển số thì các bạn cứ comment phía bên dưới hoặc là gọi điện trực tiếp cho mình ha, thì mình sẽ báo giá ra biển số cho các bạn luôn đó. Thì đối với những bạn nam hoặc là những bạn nữ nào mà cao khoảng 1,6 đổ lên á, thì mình khuyên các bạn nên mua cái mẫu phiên bản cá tính nha. Tại mẫu cá tính á, cái thứ nhất là cái bánh trước của nó nè, nó thiết kế chỉ có 5 chấu thôi và sẽ là 16 inch ha. Còn đối với cái phiên bản thường á, xe khác. Thì đối với những phiên bản cũ á, những bạn đã hay mua mẫu cũ thì
hay mua cái cẳng xe để độ lại nhìn cho nó đẹp hơn. Thì đó, trên mẫu mới này thì các bạn không cần phải làm điều đó ha, cũng tiết kiệm thêm một khoản chi phí nào đó. Và đối với phiên bản mới thì Honda Việt Nam cũng lược bỏ đi cái dây công đờ mét ở phía trước và đưa về sau một cái cục tấm biến này để đo tốc độ km của các bạn ha, làm cho cái phần bánh trước nó sẽ gọn gàng hơn, nó không có dây nhờ nhiều. Đó, trên mẫu cũ thì vẫn còn dùng dây nha các bạn. Đây, logo của phiên bản cao cấp và tiêu chuẩn sẽ là màu trắng nha các bạn. Đó, sẽ là màu trắng nha, logo Vision nè. Còn logo phiên bản đặc biệt sẽ là màu vàng. Màu vàng ha. Cái cản cũng vậy luôn, cái cản đặc biệt cũng là màu đen. Đó. Màu đen, còn cản này là màu trắng. Rồi, chút ít bình xăng, cấp xe thì nó cũng tương tự như phiên bản cũ thôi. Bình xăng thì cũng để phía dưới. Điều này thì cũng rất là bất tiện cho các bạn đổ xăng này kia rồi. Còn đây, đây là đặc biệt nè. Bản đặc biệt này thì nam chạy được, nữ cũng chạy được. Nhìn nó mạnh mẽ hơn, đen từ trên xuống dưới luôn nha các bạn ha. Đây là xe nguyên bản của nó nha, mình không độ gì hết trơn nha các bạn. Không có độ gì hết luôn, đó là xe nguyên bản đó. Đó. Không có độ gì hết trơn á. Chung là nhìn nó mạnh mẽ ha. Thì đó, với những bạn nào mà thích màu đen thì mua màu đen này ha, nhìn nó đẹp. Màu nhám mà, màu nhám thì đa số lúc nào nó cũng mắc hơn so với màu bóng nha các bạn. Nha, bóng. Nhám thì nhìn kiểu nó sang sang á. Rồi. Đây là cái động cơ SP nè. Cái bộ A này ha. Cái bộ A của phiên bản mới các bạn thì nó chỉ thiết kế tới cái phuộc này thôi à. Ha, tới bằng cái phuộc thôi. Còn đối với phiên bản cũ á thì nó sẽ dài ra tới đây luôn. Đó, nó dài ra tới đây nè. Cái bộ A nó dài ra tới đây luôn các bạn. Dài ra tới đó luôn á. Thì cũng ở nhà mình á thì cô cũng có chạy một chiếc phiên bản tiêu chuẩn rồi. Nhưng mà đối với phiên bản mới này á, điều mình không thích nhất á chính là cái tiếng động cơ của nó các bạn. Khi mà các bạn lên ga hay là bạn xuống ga, cái tiếng máy rất là ồn các bạn. Ồn lắm, nó không như cái phiên bản cũ đâu. Nè, đây là cái bô đó nè ha. Bô này nó cũng được làm mới lại. Đó, và tiếng động cơ nó nghe to hơn so với cái phiên bản cũ. Các bạn lên ga bạn nó nghe ồ đó. Thì cũng có nhiều bạn trên kênh hỏi mình vì sao xe này lại như vậy, xe đời cũ thì lại không có. Thì nói chung là trên phiên bản mới này Honda Việt Nam cũng cải tiến được một phần về động cơ, và cái thứ hai nữa là về cái bô. Nó chính vì thế là cái động cơ nó sẽ nghe to hơn ha, là chuyện bình thường thôi. Xe mình ở nhà nó cũng vậy các bạn. Thì các bạn đừng có lấy làm lạ ha. Tại tiếng động cơ hay kêu to xíu thôi. Rồi, thì đó là những màu sắc của phiên bản mới mình giới thiệu đến cho các bạn ha. Còn đây là phiên bản cũ đây ha. Sẵn đây mới cho bạn những cái phiên bản cũ đã được lên màu sơn luôn để cho các bạn tham khảo thêm. Đây là màu xám nè các bạn ha. Màu xám đen. Còn đây là màu đỏ 3D. Màu đỏ 3D ha. Còn đây là màu xanh nhớt ha, xanh nhớt. Đó, màu xanh nhớt nha các bạn. Nha, nói chung là nguyên màu dãy màu xanh không luôn nè. Đó, nguyên dãy màu xanh không luôn. Rồi, thì Vision thì mình đa số chỉ có 3 màu sắc độ rồi thôi, cũng không có độ nhiều. Thì những mẫu này là mẫu cũ nha các bạn, mẫu cũ nha. Còn những bạn nào mà muốn độ trên mẫu mới thì mình dẫn độ cho các bạn. Giá cả độ, tiền độ mà lên màu thì chỉ có 3 triệu thôi. Ha, màu nào cũng được hết, xe nào cũng được hết. Đây, 2 triệu rưỡi thôi, lúc trước 3 triệu bây giờ giảm rồi, còn 2 triệu rưỡi thôi. Đó, 2 triệu rưỡi ha. Nói chung là mấy màu này cũng rất là đẹp á. Màu này thì mình cũng bán rất là chạy nè. Đó. Rồi, thì chắc video sẽ kết thúc tại đây thôi. Các bạn có cần thắc mắc, có cần hỗ trợ gì đó thì bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình nha. Thì mình sẽ tư vấn cho các bạn luôn. Rồi, những nào thắc mắc thì bạn cứ comment phía bên dưới ha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin cảm ơn các bạn.